Xin chào mọi người. Trước khi mình nhảy vô công việc thì hồi nãy mình có làm cho bạn một cái video nhưng nó đăng lên không được. Thứ hai nữa, có vẻ là những cái từ ngữ mình dùng nó quá thẳng tính, nên cái nền tảng này nó thích bóp. Ok, thì nó là vậy. Nhưng có thể đó là cái bản chất của mình rồi, nhưng mà mình sẽ không thay đổi, nó là vậy thôi, đúng không? Cái gì nó ra cái đó. Nhưng hồi nãy cái video là mình nói, mình cứ suy nghĩ đi, từ đầu năm đến giờ nếu mà bạn rót vô 1 tỷ, mình rót vô một Bitcoin 1 tỷ, thì ngay bây giờ bạn có tới 2,5 tỷ lận. Bạn chỉ mua nó và bỏ vào ví lạnh thôi chứ không làm gì hết. Và ngay bây giờ bạn có 2,5 tỷ. Từ đầu năm cũng có rất là nhiều anh em đã mua chiếc taxi, chiếc xe 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 hơi để lái taxi, đúng không? Đã mua chiếc này chiếc nọ, cho là một ví dụ là 1 tỷ. Thì anh em tốn đâu khoảng từ 2 tới 3 năm mới lấy số vốn lại 1 tỷ lại được. Bao nhiêu giờ cực khổ lái chiếc đó đi kiếm ăn, bao nhiêu giờ phải đợi khách hàng, bao nhiêu giờ, đúng không, tới cái chỗ rồi phải đợi thêm 10 20 phút nữa người ta mới vô xe mình lận, bởi vì người ta chưa có chuẩn bị. 3 năm trời cực khổ lái, ngày lái đêm thì mới lấy lại được vốn. Nhưng đầu năm đến giờ thì nếu bạn bỏ vô Bitcoin thì ngay bây giờ bạn có 2,5 tỷ rồi. Vừa rồi nó lên tới 2,6 tỷ lận, đúng không? Nhưng nó có hồi lại một chút, nhưng bạn vẫn có 2,5 tỷ. 12 năm đến giờ, từ năm 2011 cho tới năm 2023, Bitcoin tăng trưởng 10.428.000%. Vàng khoe cổ tăng trưởng 32%. Cổ phiếu cổ phần tăng trưởng 628%. Thì tại sao không đầu tư từ Bitcoin, đúng không? Có những người, bởi vì người ta không đầu tư bởi vì người ta thiếu kiến thức, chấm hết. Người ta chưa bao giờ bỏ 1.000 tiếng học học về nó, bởi vậy người ta vẫn nghĩ nó là tiền ảo. Và cái lý do mà bạn nghèo, bạn chọn lựa đầu tư sai, thì cái đó là cái lỗi, là lỗi của bạn chứ không có lỗi của ai hết, đúng không? Cái nền tảng này là cố gắng dẫn dắt bạn. Mình đã làm bao nhiêu ngàn 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 cái video, nó nằm ở trên cái nền tảng YouLove rồi, bạn lên đó mà tham khảo. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn. Cuộc đời này không có ai ép được ai bất cứ một thứ gì hết, đúng không? Mình chỉ có chia sẻ thông tin thôi, còn ai nghe nghe không nghe thôi, cái đó là chuyện của họ. Nhưng mà nghèo và giàu á, nó lệ thuộc vô cho bạn, không lệ thuộc vô ai hết, đúng không? Nghèo thì bạn hưởng, giàu thì bạn cũng hưởng, ngu thì bạn ráng chịu, khôn thì bạn ráng chịu, đúng không? Thì cái đó là mỗi con người, nó tới một cái lứa tuổi nào đó thì bạn phải, tất cả mọi thứ nó do bạn hết, nghe, nó không phải là do gia đình bạn, môi trường, vân vân vân, những cái thứ thế rõ ràng nó có tác động cái sự tạo ra bạn ngày hôm nay. Nhưng tới một lứa tuổi nào bạn phải biết là mình có thể làm lên tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ dựa vô 2 cái bàn tay của mình, dựa theo bộ não của mình, dựa theo cái sự suy nghĩ của mình, cái sự phát triển của mình. Trái đất này không ai cứu được ai hết, ngoại trừ bắt đầu từ bạn. Thì nó là vậy. Xin chào mọi người.